nó mặc mi châu anh trai. Dạ, dạ, dạ. Tên dân Tuấn từ Hữu Phước nha. Nó hát cái bài có kia rồi. Đây tiếp dân chàng đi tông miệng càng đêm này rồi mai phải kia xa mỹ châu nào gặp đời nhau cũng là duyên ba chân dù chia nhưng tầm này ba luôn chẳng đâu thôi hãy lên đảo chân để ta yên tâm lên đường mỹ châu trong đông chàng hai uống cho say để ấm lòng chánh dâm đường về sương gió thiếp ở lại quê chúng dò gió đoan châu chồng vợ Bye.
Chồng Thủy ơi sao chàng nở đang tâm. Dối gạt tình quý hoài nghĩa đôi chân, tiếp dọn lòng tin chồng nên gây quấn miếng gia phong, tội phản cha phản đại diệt thiên mang vào, xin phụ dương con cúi đầu nhận tội, về tình riêng chịu đà giang cha, còn chàng cũng qua nhẫn tâm. Đem chân tình vùi lấp dưới vực sâu, chàng vô nhân đành đoạn tan linh hồn. Ta thật dài si gây cơ đồ loạn lạc, gieo điêu linh cho ta hương, ta quán hận tim mình nghe tơ loạn thì có tội tình gì. Liễu gieo oan nghiệp mang trang đầy. Tiếng hát của anh trai con lê con nhạc nhạc đi lên. Ta đường suối trèo con tiền chiếc đào bao ngày. Chàng đến nơi đây vì nhớ thương thiên hạ, tớ hãy lại có mưu đồ chim đọt lấy cổ. Sắp nói tàn gió đôi chính ta vì yêu chồng đặt trái tim nhầm chỗ. Ta không hiểu thế giới vừa ai tâm già lên
trai Cà Lê. Cảm ơn anh trai nha, giới thiệu lại với em, chúc anh ăn uống ngon. Cảm ơn cái nhà yêu cô Vũ cho hai anh em nhé, bài hát vừa qua.